Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình Video hôm nay tôi xin hướng dẫn sử dụng cái máy sạc bình quy Thì một số các anh em có mua cái máy sạc bình quy mà nhà tôi đang cung cấp trên thị trường Thì hôm nay cũng một số anh em có gọi điện thoại về hỏi Vì là cái máy sạc bình quy này nó có một số công tắc và một số đèn Thì nhiều khi anh em chưa chưa, 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 biết cách sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi thì khi các anh em bóc hộp ra thì nó có một cái thân máy và một cộng dây điện như thế này thôi thì điện người ta đấu vào hết rồi trong này đấy thì nếu mà sử dụng thì anh em cắm cắm nguồn điện vào thì trước khi cắm nguồn điện, điện vào thì các anh em cũng không có lo không lo hai cái đầu này nó chọc với nhau đâu anh em cũng không cần phải tách nó ra cái gì hết anh em để thẳng thế này trồng với nhau thế này anh em cắm điện cũng vẫn không có vấn đề gì đây tôi sẽ nó rất dễ sử dụng khi cắm điện này. đấy. khi cắm điện thì đồng hồ hiển thị lên. vậy thôi. thì tôi xin hướng dẫn sử dụng cho anh em là khi cắm vào như thế này thì các anh em sạc bình xe máy này hoặc là anh em sạc bình ô tô, bình xe máy hoặc là bình ô tô thì anh em cũng không cần phải bấm nút làm gì nhiều. anh em cứ kẹp điện vào là nó cái sạc thông minh này nó tự biết nhận biết và nó tự sạc. thì nó cũng không có vì cái là sạc này là sạc thông minh. đây không, nó không có tạm chập gì cả anh em cũng kẹp vào nhau như thế này anh em để cả ngày không, không vấn đề gì đấy khi anh em cắm vào thế này thì anh em lưu ý này cái công tác này này khi anh em sạc xe máy thì anh em nên để về cái nấc là mô tô mô tô có nghĩa là dịch tiếng anh dịch tiếng việt mô tô là tiếng anh mà dịch tiếng việt nam là xe máy thì anh em sạc những cái bình nhỏ thì anh em nên bật về thăng đo là xe máy đấy là mô tô còn khi mà anh em sạc điện ô tô đấy sạc điện xe máy thì mô tô mô tô là xe máy thì trên dưới Việt Nam là xe máy còn bên này có từ auto auto nghĩa là tự động đấy tự động thì anh em bật sang nút tự động này thì nó tự động đấy. công tắc này thì nó cũng không không quan trọng lắm đấy anh em thích bật bên này nhưng tôi khuyên là anh em nên để bên cái thằng đó mô tô này hai cái cặp bình ắc quy như thế này thì anh em cào kẹp vào như thế này thôi que đỏ thì anh em kẹp vào xương que đen thì anh em kẹp vào âm thì khi mà các anh em mà kẹp vào thì anh em thấy là cái đèn đỏ này nó xuất hiện lên có nghĩa là ác quy đang đang sạc cái thứ hai nữa là đây có một cái đồng hồ là đồng hồ hiển thị uh, phần trăm pin phần phần trăm một cái lượng điện ác quy luôn đấy anh em thấy là bây giờ là nó điện bình này bình cũ nó còn có 25 phần trăm điện thôi và nó đang sạc vào cái cột 50 phần trăm đấy thì cái chức năng này là chức năng để biết được là cái bình ác quy còn điện hay là hết điện nó cũng là một cái đồng hồ để cho anh em đo cái bình luôn chẳng may mà khách vào mà và không để được thì anh em nghi nghi vấn là cái bình ác quy có vấn đề thì anh em kẹp vào thế này anh em biết được cái lượng điện ác quy là còn được bao nhiêu phần trăm để anh em tiến hành sửa chữa cho nó nhanh chính xác đấy nó đơn giản vậy thôi còn khi mà các anh em kẹp vào cái bình ác quy 24V thì cái bóng màu xanh này nó sẽ tự động sáng ra cái 24V đấy như thế, vậy thôi nó đơn giản vậy thôi và khi các anh em anh em chẳng may mà các anh em kẹp ngược cực Kẹp màu đỏ anh em kẹp sang bên âm bình Màu đen anh em lại kẹp sang dương bình Đấy anh em thấy không Chẳng may mà anh em có quên kẹp nhầm Thì nó cũng cả ảnh hưởng gì cả Sạc nó cũng tự động ngắt hết Không làm việc Đấy vậy thôi Nó không làm việc Anh em để cả ngày cũng chẳng sao cả Đấy Còn khi mà các em anh em quẹt, kẹp đúng Thì ngay lập tức là cái đèn màu đỏ này Nó sẽ sáng lên Và cái phần trăm pin nó sẽ chạy thì khi mà các em sạc như thế này anh em sạc như thế này, này anh em không lo để quên cho tôi, tôi dám chắc chắn là nhiều anh em thợ sửa xe máy cũng có đôi lần là anh em để quên bình ắc quy sạc cả đêm đấy nhưng mà cái cái máy sạc thông minh này khi mà các anh em chẳng may mà bình ắc quy đầy thì nó sẽ tự ngắt không nạp nữa nên là anh em không lo mà nhiều khi là anh em sạc mấy cái cục sạc kia là sờ vào cái bình nó nóng, nóng ran đi nóng ran như thế thì, thì dẫn đến cái bình giảm tuổi thọ đấy anh em sạc cái cục sạc này rất chi là nhanh nó sạc nhanh lắm nhưng mà anh em không có lo sờ vào bình không bao giờ nóng nhưng mà bình ác quy đã đầy đầy điện đấy thì cái cách hướng dẫn sử dụng nó đơn giản như vậy thôi còn anh em nào mà quan tâm những cái bộ sản phẩm này thì anh em sẽ truy cập vào cái đường link zalo bên dưới mô tả của cái video này hoặc là anh em gọi thẳng các số điện thoại tôi đang để trên màn hình luôn tôi sẽ cung cấp cái sạc bình ác quy này cho anh em thì cái sạc bình ác quy này nó sạc tối đa là 3 a mà sạc mắc Ampere có nghĩa là hai hai nghìn hai trăm một người anh em sạc bình xe máy bình ô tô anh em sạc thoải mái luôn đó là đây là gọi là cái sạc chất thông minh đấy thì cái hướng dẫn sử dụng của nó thì nó đơn giản như vậy thôi đấy thì anh em nào mà có quan tâm đến bộ sản phẩm này thì anh em cứ gọi báo số điện thoại tôi đang để trên mình màn hình là 0848 854 345 tôi sẽ cung cấp mã hàng cho anh em đấy. thì video lần này thì tôi xin kết thúc ở đây nếu anh em nào thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh. Ủng hộ mình lần sau mình ra những video hay hơn. Xin chào anh em. Chúc anh em thành công.